Hello, xin chào các bạn đang xem kênh của mình nha. Hôm nay thì nhà mình sẽ làm nem chua thịt bò nha các bạn. Thì để làm nem chua từ thịt bò thì ở đây mình có là 600 g thịt bò. Thịt bò này mình mua về rồi mình lạng những cái gân trắng hoặc là những cái mỡ trắng sạch sẽ hết rồi nha các bạn. Chỉ có chừa lại cái phần thịt đỏ thôi nha. Và đặc biệt là mình không có được rửa nước nha. Mình lấy cái khăn giấy đó, mình chậm cho khô ráo và cho nó sạch thôi ha. Sau đó mình xắt nhỏ và mình đem đi xay nhuyễn ra như thế này nha các bạn. 200 g gia vị. Bì này mình đã rửa sạch sẽ rồi nha các bạn. Đây là bì tươi đông đá ha. Mình xả đá và mình cho muối và giấm vào, mình bóp cho nó sạch sẽ, nó hết mùi hôi nha. Sau đó mình xả lại nước ấm. Nhưng mà sau cùng nữa đó thì mình sẽ rửa lại bằng nước lạnh để cho sợi bì nó lạnh và nó se lại nha các bạn. Một muỗng canh tỏi và ớt băm nhuyễn nha, cũng như là một muỗng cà phê tiêu mình đập dập ra nha các bạn. 3 muỗng canh đường, một muỗng cà phê muối, một gói bột làm nem chua nha. Bây giờ mình sẽ trộn thịt với bì và gia vị để làm nem nha các bạn. Rồi thì mình sẽ cho cái phần thịt bò mình đã xay nhuyễn ra rồi vào trong cái đầu quết ha. Muốn làm cho nem ngon thì thịt bò phải tươi nha các bạn. Cái hạn sử dụng nó phải còn lâu một xí ha. Và luôn luôn lúc nào cũng giữ cho cái thịt của mình nó thật là lạnh nha. Cả cái bì cũng vậy, lúc nào cũng phải giữ cho bì lạnh và khô ráo nha. Kế đến mình sẽ cho là một muỗng canh tỏi và ớt băm nhuyễn vô trong đây nha. Một muỗng cà phê muối nè, cũng như là 3 muỗng canh đường nha các bạn. Một muỗng cà phê tiêu hột mình đã đâm hơi dập dập ra ha. Bây giờ mình sẽ trộn đều cái phần gia vị và thịt này lên nha. Khi mình để gia vị vào thịt và mình đã dùng máy trộn đều lên, đánh cho nó đều lên ha. Gia vị bây giờ đã hòa quyện vô trong cái thịt bò của mình rồi nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái gói bột nem này nè các bạn. Trong đây nó sẽ có thêm một cái bọc nhỏ nữa nha. Mình lấy ra. Đây, cái bọc này là cái bọc muối diêm nha, mình bỏ nó vô sau cùng nha các bạn. Cái bọc này làm cho cái nem của mình nó đỏ và đồng thời nó cũng làm cho nem dai hơn nha. Và bây giờ mình cho cái phần gia vị nem vào trong đây. Rồi, sau khi cái phần thịt bò và cái gia vị làm nem đã trộn đều với nhau rồi, bây giờ mình cho cái phần bì vô nha các bạn. Bì này các bạn là dùng cái kéo đó, mình cắt ra hai ba đoạn ha, để cho cái bì của mình nó ngắn bớt nha. Rồi mình dùng một cái vá, mình tém cho mấy cái thịt này nó đi xuống ha, mình cho nó trộn đều hơn nha. Rồi sau khi đã trộn bì lên đều với thịt rồi ha, bây giờ mình lại tém một lần nữa cho nó gọn xuống. Rồi bây giờ mình cho cái túi nhỏ nhỏ trong cái bịch gia vị nem vô nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đưa cái màng bọc thực phẩm lên trên mặt này nè các bạn. Rồi mình sẽ đè nó ra nha. Mình cán ra đều và mình đè xuống cho nó dẻ nha các bạn. Thì sau một hồi mình đè xuống cho cái nem nó dẻ, thì bây giờ nem mình nó dẻ rồi, bây giờ mình sẽ để ở ngoài 24 tiếng đồng hồ cho cái nem nó lên men nha các bạn. Rồi sau đó mình sẽ xắt ra thành từng miếng và mình quấn vào cái plastic wrap ha. Rồi mình để vào trong tủ lạnh 2-3 ngày sau là dùng được nha. Các bạn thấy cái nem của mình hiện tại bây giờ nó có màu nâu, nó không có được đẹp ha. Nhưng mà sau 24 tiếng á, thì cái nem của mình nó sẽ chuyển màu hồng rất là đẹp nha. Rồi là đây là nem mình để sau 24 tiếng đồng hồ, các bạn thấy nem của mình nó đã đỏ trở lại rồi nè, nhìn rất là đẹp ha, cái màu nó đẹp lắm luôn á. Bây giờ mình sẽ xắt ra thành từng miếng vừa ăn, và mình lấy cái bọc plastic wrap á, cái màng bọc thực phẩm á, mình gói lại thành từng miếng, kèm theo thì có tỏi với ớt nha. Bạn nào thích rau răm thì mình kèm theo lá rau răm vào trong chiếc nem trong lúc mình gói luôn ha. Nem chua sau khi mà mình xắt ra thành từng miếng, từng khối vuông như thế này nè các bạn. Rồi mình quấn cái màn bọc thực phẩm ha. Trong đó mình kèm theo lá rau răm, một lát tỏi và một lát ớt ha. Cho nó thơm, nó ngon nha. Các bạn hãy làm món này cho 3 ngày Tết mình ăn chơi cho nó đỡ ngán ha. Ăn vô có cái vị chua chua ngọt ngọt rất là ngon nha. Thì đây là 600 g thịt bò mình làm được dĩa nem như thế này nè các bạn. Chúc các bạn thành công trong món nem chua làm bằng thịt bò nha.
Nếu thấy thích cái video này thì cho mình thumbs up, like, share cũng như chia sẻ cho bạn bè và gia đình. Thank you for watching. Bye bye.